hàng của BMW. Lần đầu tiên chúng tôi được đến trải nghiệm yoga tại trung tâm BMW Sala. Đây là một nơi yên tĩnh, trong lành, không gian rất là thoáng đãng, làm cho sự luyện tập của chúng tôi được thăng hoa rất nhiều. Cảm ơn BMW Sala đã tạo nên một sân chơi rất là lý tưởng cho khách hàng chúng tôi. BMW Sala không chỉ cung cấp cho chúng tôi những sản phẩm và dịch vụ của BMW, mà còn chăm sóc về sức khỏe tinh thần của chúng tôi, những khách hàng của BMW. Đó là một điều rất là tuyệt vời. Là một khách hàng thân thiết của BMW Sala, Thúy rất là bất ngờ khi được BM mời đến tham dự chương trình Yoga, Beauty and Joy. Lần đầu tiên BMW Sala có một chương trình đặc biệt, một sự kiện để kết nối giữa yoga và vấn đề chăm sóc sức khỏe cho khách hàng. Xin cảm ơn BMW Sala đã tạo ra một sân chơi rất là thú vị cho chúng tôi có nhiều trải nghiệm đặc biệt hơn và thú vị hơn trong cuộc sống. Hello everyone, namaste. My name is Master Hemant. Today I first time I teach this BMW showroom. It's, I really like to teach here, and when I see the environment and this showroom is very beautiful. I really thank you BMW. They arranged the yoga class because they know about yoga and they know about the health. Thank you so much.